Cùng trải nghiệm cuộc sống ở Úc với mình nha. Hôm nay mời mọi người đi vườn sen ở bên Úc với tụi mình ha. Lần này á, tụi mình đi á, thì không phải chỉ có hai đứa mình không, mà có cả đại gia đình của anh Bi luôn. Là có bà ngoại của anh Bi nè, rồi có ba và mẹ của anh Bi đi chung nữa. Thì trên đường đi á, tụi mình gặp rất là nhiều kiếp nạn. Mọi người nhớ đón xem trong video này để coi tụi mình gặp những kiếp nạn gì nha. Đây là kiếp nạn đầu tiên nè má ơi. Biết sao không? Cái xe của anh Bi nhỏ xíu à, mà dồn cả đại gia đình vô. Xong rồi cái hàng ghế sau á, mọi người là ba người dồn vô. Mình mập nè, mẹ anh Bi cũng không có ốm nè, ba anh Bi cũng không có ốm nữa. Dồn vô ngồi phía sau nó chật cứng luôn á mọi người. Kiểu dồn giống như là cá mòi luôn á mọi người. Trời ơi, lúc mà tới nơi mình mừng muốn xỉu luôn. Tại vì mình mệt quá trời mệt. Còn đây là kiếp nạn thứ hai nè, mà kiếp nạn này thì không có liên quan tới mình lắm. Là bà ngoại của anh Bi già rồi đó mọi người, cho nên là được nhà nước cấp cái thẻ dành cho người đi xe lăn, người tàn tật này kia. Thì với cái thẻ ưu tiên đó, mình sẽ được đậu xe gần cái cổng hơn, mà khỏi phải đi bộ á mọi người. Nhưng mà hôm đó tụi mình đi, tụi mình quên cái thẻ ở đó, cho nên là đậu xe ở rất rất là xa. Mà chân của bà ngoại của anh Bi rất là yếu, cho nên là đi khó khăn á mọi người. Mà mình thấy cũng lạ lắm nha, đã như vậy rồi á mà bà ngoại bà còn không chịu cho tụi mình đẩy xe lăn nữa. Tại vì tụi mình có mang theo cái xe lăn của bà ngoại nữa, để phòng khi mà nhiều khi mệt quá đó mọi người thì ngồi lên xe lăn để mà tụi mình đẩy. Mà bà ngoại bấm chịu nha, bà kêu là thôi làm phiền con cháu lắm, để ngoại đi. Ngoại đi hơi cái ngoại thở không nổi luôn á mọi người, thấy cũng tội nghiệp lắm. Thôi bây giờ mình quay lại chủ đề đi chơi ngày hôm nay đi nè mọi người. Nói chung là bước vào cái chỗ đầm sen này á, thì đầu tiên á, họ có rất là nhiều đồ trang trí để mà mình mua về mình ghim trong vườn của mình đó mọi người, để vườn của mình nó thêm sinh động thêm. Nhưng mà những cái món này cũng không có rẻ đâu, cho nên là tụi mình đến tụi mình tham quan rồi mình quay phim mình kia chơi thôi, chứ tụi mình không có mua. Rồi ở đây á, người ta giới thiệu tất cả các loại sen á, mà trong đầm sen này họ có đó mọi người, rất là nhiều loại khác nhau luôn. Mình không biết là ở Việt Nam mình có nhiều loại sen vậy không ta, ai biết thì comment bên dưới cho mình biết ha. Ngoài ra chỗ này á, nó còn bán thêm những cái cây cảnh độc lạ giống như là cây bắc ruồi á mọi người, rồi có bán thêm sen để mà mình mua về mình cắm trong nhà mình nữa. Nói chung bước vào đây á, có cảm giác giống như là mình đang ở Việt Nam vậy đó mọi người. Bởi vì cái không khí xung quanh đó, nó rất là Việt Nam. Cây chuối nè, lá môn nè, rồi trang trí theo kiểu rất là Việt Nam, rất là châu Á luôn đó mọi người. Mình thì mình đi đến chỗ này á, mình thấy không có gì lạ lẫm hết, rất là quen thuộc. Không có gì mà gọi là mới mẻ, trầm trồ hết. Nhưng mà gia đình anh Bi á, tới đây á, thì họ rất là thích. Bởi vì á, cái cảnh này là rất là châu Á, thì thường ở bên Úc cũng không có nhiều cảnh giống vậy á mọi người. Cho nên là đối với họ nó là cái gì đó rất là mới, rất là thú vị á. Cho nên họ tới đây rồi họ trầm trồ, nói trời đẹp quá này kia nọ. Mình thì mình nghĩ trong bụng á là trời ơi, cái này ở Việt Nam mình nhóc hết trơn á, đi về Việt Nam đi đâu cũng thấy luôn á, đúng không mọi người? Bởi vậy á, nhiều khi á, có những thứ mình không thấy đẹp nhưng mà người khác thấy đẹp á mọi người, bởi vì chúng ta đều lớn lên trong những cái hoàn cảnh khác nhau á. Bởi vậy giống như người Việt Nam mình á mà qua Úc á là thấy cái cảnh nào bên cũng đẹp hết, cũng đứng chụp hình hết. Trong khi người dân Úc người ta thấy kỳ á, người ta nói ủa cái này có gì đâu mà chụp hình, có gì đâu mà lạ, mà xúm vô chụp hình vậy, kiểu vậy đó mọi người. Thực sự nếu như mà mấy bạn hỏi mình á là cái chỗ này có đáng để đi không á, thì mình thấy là không á. Tại vì tiền vé nó cũng không có rẻ đó mọi người. Một người như vậy theo mình nhớ là hình như 30 đô một người hay sao á. Mà thường mình đi cả gia đình đúng không, chứ đâu mình đâu có đi một hai người vào tham quan cái chỗ này làm gì. Mà nó rất là nắng nữa, mà đồ ăn thì không có gì hết trơn á. Chút nữa tới giờ ăn trưa mình sẽ quay cho mọi người xem nè. Mà nói chung á là đi rất là mệt, mà cũng không có gì thú vị hết đó mọi người. Tại vì ở Úc á, nó có nhiều chỗ đi thú vị hơn mà miễn phí nữa đó mọi người. Cho nên là mình thích đi những cái chỗ kia hơn. Ở đây á, cây sen á, họ chia ra theo từng khu á mọi người. Ví dụ như cái nhà lồng kính này á, thì họ chỉ trồng cái cây sen cái loại mà cái bảng bự như vậy thôi nè mọi người. Còn họ sẽ chia ra những cái lồng kính khác, như là lồng kính này thì họ sẽ trồng các loại khác, giống như là cây bông súng này kia nọ đó mọi người. Thì có những khu họ trồng nhiều loại khác nhau. Đi được một lúc rồi á, thì ai cũng mệt hết mọi người. Mà tụi mình cũng đói bụng nữa đó, cho nên là tụi mình mua đồ ăn trưa vậy. Nên là tụi mình xếp hàng để mua đồ ăn trưa. Thì chỗ này á,
cái chỗ nó cũng không rộng lắm đâu mọi người, nhưng mà nó đông lắm, không hiểu sao mà đông đông người lắm, không hiểu sao mà đông người lắm, cho nên là tới giờ ăn trưa là xếp hàng dài dài luôn. Mà thực đơn thì cũng chỉ là những cái món cơ bản của Tây bên đây thôi mọi người. Cái địa điểm du lịch là địa điểm châu Á, địa điểm Việt Nam, nhưng mà đồ ăn thì là đồ ăn Tây, như là mấy cái bánh mì, mấy cái burger mọi người, nó khô khốc mà ăn không có ngon gì hết trơn. Xin lỗi chỗ này nhưng mà thực sự là mình cảm thấy đồ ăn ở đây không có ngon. Tụi mình mỗi người order một cái burger mà burger cũng không ngon luôn nữa. Nói chung là ngày hôm đó đi vừa mệt mà vừa không có gì mới lạ hết, mà đồ ăn cũng không ngon luôn đó mọi người. Không lẽ giờ mình lên video mà mình chê hết toàn bộ những cái gì mà mình quay trong đây. Không biết nữa, thiên thời địa lợi nhân hòa sao đó không biết nữa. Mà hôm đó nó đông lắm mà nó mệt lắm nên là mình cũng không có thích lắm á mọi người. Mình nghĩ nếu mà mọi người đi hôm nào mà đẹp trời hơn một chút xíu á, trời nó mát mát hơn một chút xíu mà nó vắng hơn một chút xíu á, thì mình nghĩ là cái chỗ này chắc là ok. Mọi người kiểu ngồi trong mấy cái chòi, ngồi thư giãn này kia, thì ở đây cũng giống như là mấy cái khu du lịch sinh thái của mình thôi. Chẳng qua là đồ ăn không có phong phú bằng thôi, và cảnh quan này kia thì cũng không phong phú bằng thôi, nó chỉ có sen thôi, đi đâu cũng cũng là sen các loại này loại kia vậy thôi đó mọi người, cũng không có gì thú vị lắm. Thì kiếp nạn cuối cùng á là kiếp nạn của bà ngoại, tại vì bà ngoại bà đi hơi cái chân bà đau quá, bà đi không nổi nữa, mệt quá đó mọi người, tại vì chỗ này nó cũng khá là to so với những người lớn tuổi, nếu mà họ đi tới đi lui á thì bà đi học hồi bà đi không nổi nữa mọi người, cho nên là tụi mình mới bắt đầu định là đi ra ngoài để lấy chiếc xe lăn. Mà chỗ này á là người ta ban đầu lúc mà tụi mình đi vào á là mình thấy có mấy chiếc xe lăn để trước cổng á, nhưng mà lúc đó hỏi thì bà ngoại bà không có chịu ngồi xe lăn, sau đó thì tụi mình quay lại tụi mình lấy mấy cái chiếc xe lăn đó thì người ta đã lấy mất tiêu rồi, thành ra là không còn xe lăn nào để đẩy bà ngoại hết, thôi dìu bà ngoại từ từ đi ra ngoài rồi tụi mình đi về luôn đó mọi người. Nói chung mình đi tham quan vô đây thì cũng không có gì nhiều, chủ yếu là vào để chụp hình này kia, ngồi chơi ngắm cảnh này kia chút xíu thôi, cũng không có gì giá trị lắm. Thì cũng phải nói lại là cái chỗ này nó rất là giống với Việt Nam, cho nên là mình đi tới đây thì mình cảm thấy rất là quen thuộc, thân thuộc đó mọi người, mình đỡ cái cảm giác nhớ nhà đi. Bây giờ mời mọi người cùng nhìn lại những cái cảnh đẹp ở Hồ Sen ngày hôm nay ha. Và những cái cảnh này cũng là cái kết của video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã nghe mình than vãn trong suốt video này, và cảm ơn mọi người đã xem hết tới đây ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye!